Quang Vinh đổi nghề, fan không tin được dù đó là sự thật. Đang nổi tiếng với vai trò ca sĩ, Hoàng Tử Sơn ca Quang Vinh gây sốc khi quyết định dừng việc ca hát và trở thành blogger du lịch. Trở thành blogger du lịch có thể giúp tôi thỏa mãn đam mê xê dịch của mình, vì tôi thuộc kiểu người cùng chân, thích đi đây đi đó khám phá xung quanh, chứ không thể chịu được cảm giác ngồi im một chỗ, Quang Vinh cho biết. Đây không phải là lần chuyển hướng đầu tiên của anh, trước đó, Hoàng Tử Sơn ca từng thử sức ở các lĩnh vực chụp hình, thiết kế và quản lý. Tất nhiên, những trải nghiệm này không mấy thành công, cho đến khi anh tìm đến du lịch. Sự chuyển hướng này là kết quả của nhiều dồn nén trước đó. Khi còn đi hát, Quang Vinh luôn phải gánh trên vai những nghi ngờ về tài năng thực sự. Một số người thậm chí cho rằng, các sản phẩm âm nhạc của anh nổi lên là do không tiếc tiền đầu tư, marketing. Trong làng nhạc, thân thế giàu có của Quang Vinh vẫn luôn là đề tài khiến khán giả tò mò và đồn đoán. Về kinh nghiệm 5 năm làm blogger du lịch, Quang Vinh chia sẻ, thị hiếu của khán giả ngày nay đã dần đổi thay, họ yêu thích những trải nghiệm thực tế, thích xem blog để tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn. Tôi có điều kiện đi nhiều nơi, có ekip sản xuất nội dung chuyên nghiệp, lại còn có sẵn một lượng khán giả luôn ủng hộ mình, vậy thì không có lý do gì mà không thử cả. Đây là cơ hội tốt giúp tôi duy trì hình ảnh và mối liên hệ với khán giả. Thêm một lý do nữa, nói ra thì có vẻ hơi nghịch lý, nhưng mà lại rất hợp lý, sự thật thì du lịch còn mang đến thu nhập cho tôi nữa. Bắt đầu từ cuối năm 2016, Quang Vinh quyết định chuyển hướng sang làm blogger chuyên chia sẻ những giới thiệu các địa điểm du lịch xa xỉ. Công việc mới này khiến anh tạm nguôi ngoai nỗi nhớ sân khấu, dù sự thực Quang Vinh không hề giấu giếm, đôi khi cũng chạnh lòng, nhớ nghề, nhớ khán giả. Thỉnh thoảng tôi cũng có quay lại phòng thu làm nhạc nhưng không thể vì không tìm được nguồn cảm hứng. Dấn thân sang một lĩnh vực hoàn toàn mới, Quang Vinh gần như phải bắt đầu từ đầu. Anh phải tự mày mò, tìm kiếm kinh nghiệm cho bản thân sau mỗi chuyến đi. Sau này, anh tìm cách liên hệ với những người bạn trong nghề để thành lập một nhóm cùng kêu gọi tài trợ để có kinh phí. Đam mê xê dịch của nam ca sĩ khá tốn kém bởi anh mang theo cả ekip. Nhìn thì tưởng rất thú vị nhưng thật ra có rất nhiều công việc nhỏ không tên. Người bình thường làm 8 tiếng trên ngày nhưng blogger du lịch có thể làm ngày đêm không nghỉ, Quang Vinh kể. Tính đến thời điểm hiện tại, Hoàng Tử Sơn ca đã bay đến 35 quốc gia trên thế giới. Trong đó, chuyến đi khủng nhất phải kể đến Maldives. Anh cho biết mình đã chi đến 1 tỷ đồng cho chuyến đi này và khẳng định điều đó hoàn toàn xứng đáng vì đổi lại anh đã có được những trải nghiệm vô cùng quý giá. Bước ngoặt đáng nhớ nhất trong sự nghiệp xê dịch của Quang Vinh là năm 2019. Anh với danh xưng cha vợ Vlogger Di Nguyên được xếp vào top những nhân vật có ảnh hưởng tới cộng đồng du lịch Việt. Kể từ sau cột mốc này, trang cá nhân và tài khoản Instagram của Quang Vinh đã đạt mức theo dõi khủng, thậm chí còn hơn cả thời anh làm ca sĩ. Chương trình Quang Vinh Passport trên kênh YouTube của Quang Vinh cũng đang rất được yêu thích, mỗi tập đều có hàng trăm ngàn lượt xem. Nhận xét về thay đổi của mình, Quang Vinh cho biết, lúc đi hát thì tôi sẽ diện hơn, trang phục luôn chỉnh chu và hào nhoáng. Tôi cũng chỉ có thể giao tiếp chủ yếu với khán giả qua những ca khúc của mình. Nhưng khi đi du lịch thì khác. Tôi có thể ăn mặc thoải mái hơn, có nhiều không gian, nhiều chủ đề để chia sẻ và trò chuyện với khán giả hơn. Nói chung, khi trở thành một travel blogger, tôi gần như mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới, thân thiện, gần gũi và đời thường. Hiện nay, Quang Vinh đã nhận được lời mời hợp tác từ các đơn vị lớn như Cục Du lịch Hàn Quốc, Đài Loan Trung Quốc, lời mời quảng bá văn hóa Việt Nam. Nhờ đó, anh được đài thọ toàn bộ chi phí cho những chuyến du lịch trải nghiệm cũng như nhận nhiều lời đề nghị review từ các địa điểm du lịch. Tuy vậy, nam ca sĩ khẳng định, điều khiến anh vui nhất là có những resort sẵn lòng đổi tên căn phòng anh review thành phòng Quang Vinh, hoặc nhiều người xem vi, xong đã gọi điện yêu cầu đặt căn phòng Quang Vinh vừa ở.